Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của A Tuân TV. Đấy, hôm nay cả nhà mình đi tắm biển nha các bạn nha. Đấy, A Đậu đây này các bạn ơi. Đậu ơi, cầm ra biển kia chơi con. Đi cùng bố ra ngoài kia chơi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đấy, bãi biển hôm nay không đông khách lắm nha các bạn nhé. Đấy, hôm nay tại trời hơi râm nên là không có nhiều người đi tắm biển lắm. Đấy, nước biển thì hôm nay sạch lắm các bạn ạ. Đấy, cũng có lác đác một số nhà đi tắm. Đấy, nước biển hôm nay hơi cạn tí nha. Đấy, còn bên này cũng có ít du khách đang tắm. Đấy, biển bên Tuần Châu này khá là đẹp nha các bạn nhé. Nước rất là sạch. Nước sạch ở bên hơn bên khu bãi cháy các bạn ạ. Đấy. Đấy, dọc đây là những cái hàng quán nha các bạn nha. Đấy. Đấy, bên này thì đấy, có một số du khách cũng đang tắm. Đấy, có gia đình người ta đã tắm xong đi về rồi. Đấy, A Đậu đây. Anh nông dân. Con xuống tắm à? Xuống tắm đi. Cởi áo ra. Cởi áo treo ở trên này con ạ. Cởi áo treo trên này thôi. Đấy, ở bên này lác đác một số nhà đi tắm. Đấy, nước biển nghe di rào rất là thoải mái luôn. Đấy, amen này các bạn này. Đấy, một lát nữa mình sẽ xuống tắm nha các bạn nhé. Đấy, mình đi qua bên khu bên này xem có cái gì không. Đấy, tí nữa nhà Tuân sẽ tắm ở cái vị trí này nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, A Đậu sướng lắm này. Ra đây nghịch cát sướng lắm.
Xuống tắm đi con. Con đang làm cái gì đây? Ui ui. Ở đây có một cái thuyền này các bạn ạ. Biết người ta có cho thuê không? Đấy, ngoài này mấy người đẹp đang tự sướng. Cái này người ta cho thuê là thế nào nhỉ anh nhỉ? Cho thuê à? Hôm nay nước rất là sạch. Cái thuyền xanh xanh kia người ta cho thuê không nhỉ bạn nhỉ? Có à? Người ta thuê đúng không? Đấy, ở đây có đấy, mấy hộ đang tắm biển này các bạn này. Đấy, người đẹp đã tự sướng này các bạn này. Hai người đẹp xinh thế nhỉ. Đấy, hôm nay nước rất là sạch nha các bạn nhé. Đây rất ít người tắm. Đấy, đây là bãi biển Tuần Châu xinh đẹp đấy. Đấy, bên này có hai người đẹp xinh như Tây. Bây giờ mình ra góc kia mình tắm với A Đậu đây các bạn ạ. Đấy, cho các bạn ngắm quanh quanh cái bãi biển Tuần Châu một chút. Đấy, mấy lần trước mình có ra rồi nhưng mà lần trước là ta nó lạnh.
Có người tắm. Đấy, giờ hai bố con mình sẽ cào tắm ở cái vị trí này nha các bạn nhé. Tắm đi, xuống tắm đi. Ra đây cứ nói chuyện mãi suốt. Đây nha các bạn nha. Con này đi xuống công bố tắm đi. Đi ra đây tắm con. Con nghỉ can không tắm à? Tắm đi, không bố về đấy nhá. Đi, ra tắm đi. Ra bơi bố đi nhanh. Này gọi nó cũng tắm đi. Bố lấy cái thao đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ô, kêu. Chân đây. Chân đây. Mặc quần vào. Mặc quần vào. Mặc quần vào. Con ngồi đây con lái cho. Bơi đi. Cái này cái ngu ấy. Cái nhấp cát. Không tự nhiên nó bơi ngay. Đập vụ cứu cứu cho đập biết. Ê ông đắp đời gì. Đắp 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 vào. Bạn lại không ai không phải đâu. Đắp chim được không? Đắp chim được không? Không phải quá. Đắp đời đời. Đắp đời đời. Con chim được đâu? Đây vào đây đây. Chim được đâu đây? Con bơi đi, bơi đi. Con cứ cổ bố con gì nữa. Hình như ông cứ làm đây là được. Thank you.
Bố dạy bơi cho con mà. Được đâu con? Đây có bác, con đi ra nhìn này.
Mẹ dắt ra đây, mẹ dắt ra đây. Mẹ dắt ra. Lên tắm này bố, đi tắm này. Gần đứng đây, con đứng lên thế nào cũng gặp được con đâu. Con gặp được đâu, đúng không? Không gặp được đâu. Đây này, mẹ con ra mà không gặp được. Đây con đứng đây, con gặp được đâu mà. Ta đi mò ốc rồi mò đâu. Thank you.
Đúng rồi. Đây, làm thấy chân nha đi, làm bên dưới đi này, quăng chấm chân nè, đấy làm đây đây, đấy, đấy làm đi, đấy. Quay ngược lại đấy chứ, quay lưng bố này. Người ta đi pha tí. Có nên cổ bố ngồi không? Anh cổ bố ngồi này. Ngồi đi. Ra đây nhanh lên, ra đây một tí. Sợ gì? Đấy, ra đây chống người đứng như bố này. Đấy, qua đây rồi. Con vứt giá đi, đi vào đầu ấy, vứt giá đi. Vứt lên bờ đi. Vứt lên bờ đi. Đi vào đầu ấy. Vứt lên cho mình chơi nước thôi. Thua chưa? Thua đi. Đấy, con phải bò đi này. Bò đi.
Bỏ ta đi với bố cơ mà. Đấy, nó bơi kìa. Ô. Nước à? Thôi không nhìn cái kia. Bôi vào nhá. Đây đây. Ngang, phải ngang bố mới được chứ. Ngang với bố chứ. Ôi, con bảo phục đi. Con bảo phục đi. Đây con bơi vào. Bơi nhanh kì. Ôi, bố ta biển đây. Giả vờ đấy. Ghê, bơi ra đây, bơi ra đây. Bơi ra đây, bò ra đây, bò ra đây. Đây, con làm như này này. Bơi mà còn sợ ra đây. Bơi đi. Thank you.
Con phải ra đây với bố đi. Bố ra biển bây giờ. Ok, tôi có. Ừ, ra đây cũng sợ đó mà, ra đây bố. Không có ra biển bây giờ. Con như này này, bơi bơi này, bơi 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 đập chân đi. Oh, yeah.